hỏi từ Nick Minh Ngọc. Cháu chào cô. Cháu đang có một nỗi lòng khiến cháu rất đau khổ mà không biết phải giải quyết thế nào. Cháu kết hôn 9 năm rồi và sinh được 3 đứa con. Cuộc sống của vợ chồng cháu không hạnh phúc nên cháu đã chót có quan hệ tình cảm với một người đàn ông chưa có gia đình được 5 năm nay. Mọi chuyện vỡ lở. Gia đình cháu biết chuyện đã 4 tháng rồi. Hai bên gia đình vẫn muốn chúng cháu sống với nhau. Chồng cháu cũng vậy. Anh ấy nói sẽ tha thứ vì muốn giữ gia đình và không muốn con cái phải tủi hổ. Nhưng cháu biết chồng cháu chưa thể tha thứ cho cháu được vì từ khi biết chuyện, chồng cháu rất hay hờn giận, tức tối với cháu, thậm chí còn đi tìm người kia để đánh họ. Nhìn chồng cháu như vậy, cháu vừa thấy có lỗi với chồng con và cũng thương người kia lắm cô ạ. Tình yêu của cháu không còn dành cho chồng cháu nữa, chỉ còn là trách nhiệm với con mà thôi. Lại thêm chuyện cháu ngoại tình, nếu chồng cháu không thể tha thứ cho cháu chỉ vì trách nhiệm mà cố sống với nhau sẽ chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Cháu biết mình đã làm chuyện sai trái, nhưng giờ cháu không còn ai để chia sẻ ngoài người ấy, nên chúng cháu vẫn giữ liên lạc với nhau. Người ấy nói sẽ quyết tâm chờ đợi cháu. Cháu bị stress và rất phiền lòng vì cảm giác tội lỗi và vì không thể tìm ra cách giải quyết để tốt nhất cho tất cả. Mong cô có lời khuyên cho cháu. Đấy, chúng nghe có thấy nếu mình rơi vào hoàn cảnh này mình có bi đát không? Rất là bi đát. Nó bi đát trong tâm mình này này. Nếu như mà cả ba người này mà cùng gặp Yến thì sẽ giải quyết được vấn đề. Nhưng nếu chỉ có một người gặp thôi thì sẽ không giải quyết được, bởi vì sẽ không ai hiểu và không ai làm theo. Chỉ có một mình làm thì không thể được. Người vợ thì có thể trách chồng rằng sao anh lại làm thế với tôi, đã tha thứ cho tôi rồi, tại sao anh lại còn đi tìm người kia để đánh. Đấy, chúng thấy đúng không? Đã tha thứ cho tôi rồi, tại sao lại hàng ngày lại còn đối xử và thỉnh thoảng có một câu lói móc, lói xiên? Thế còn người chồng thì có lại câu hỏi thế này: tại sao cô lại làm thế với tôi? Tôi đã yêu thương cô hết mực, vậy mà cô lại phản bội tôi. Cô phản bội tôi đằng đẵng bao nhiêu năm trời, cô gian dối như vậy. Thế là hai câu hỏi trách móc này khiến cho hai người không đi đến một cái đích giải quyết cái việc này được. Người vợ thì bây giờ là trước cái sự bực mình của chồng, rồi cái cách nhìn của hai bên đối với người vợ, thì người vợ chỉ có một mình mà không nói với ai được. Vì đã nhận ra lỗi rồi, mọi chuyện bại lộ rồi, tội lỗi rồi, nhưng bây giờ lại không có người chia sẻ. Thế và người chia sẻ duy nhất vẫn là cái bạn người tình kia. Làm gì còn ai mà khi đã buồn thì ai cũng đi tìm đến người chia sẻ. Chẳng có ai tự mình buồn lại có người chia sẻ, lại chối bỏ người chia sẻ bao giờ cả. Đúng không? Đã buồn thì phải tìm người chia sẻ. Cho nên vô hình dung thì hai người này, cái duyên nó bắt buộc vẫn phải gắn kết với nhau, không thể rời xa nhau được. Đấy. Thế còn anh chồng thì có bao nhiêu lỗi chất chứa ở trong lòng. Khi ăn thì cũng hình dung ra vợ mình ngồi ăn với người tình. Trên giường hai người ân ái với nhau thì cũng hình dung ra lúc vợ mình ân ái với người tình. Đấy. Bây giờ vợ chỉ cần nói một câu anh ơi thì cũng hình dung ra câu là gọi người tình là anh ơi. Đúng không? Tức là người vợ ở trong tâm người chồng không thể còn có một cơ hội nào nữa. Không có một cơ hội nào, bởi vì người chồng bị ám ảnh rồi. Thế còn cái người bạn tình kia thì sao? Đục nước thì béo gì? Béo cò. Hai người này cứ đối đầu với nhau bao nhiêu thì một câu nói của người kia chia sẻ nó lại rất là giá trị. Nó giá trị lắm. Nó có thể vơi đi tất cả lỗi lòng. Chỉ là một câu là anh sẽ chờ đợi em. Chỉ một câu như thế thôi đã khiến cho mất hết, không bao giờ hai vợ chồng này có thể nối lại tình cảm với nhau được.
Thế nhưng nếu người thứ ba kia mà nghe được cái câu chuyện này thì tôi sẽ phân tích. Người thứ ba kia là người ác, rất ác. Cái người này không hề nghĩ đến cái bổn phận làm vợ của người ta, không hề nghĩ đến bổn phận làm con đẻ, con dâu của người ta, cũng không hề nghĩ đến bổn phận làm mẹ của người ta, cướp đi tất cả những gì mà đáng ra thanh danh trên đời một người phụ nữ phải có bị cướp hết. Người ta có thể chà đạp lên mình vì mỗi cái gọi là cảm xúc nhất thời thôi. Và cái người đàn ông thứ ba này là người không có đạo lý gì cả. Thì cái người không có đạo lý mà chà đạp lên tất cả vì ích kỷ của mình thì người đó không bao giờ đem lại hạnh phúc cho mình được. Trong cuộc đời, nếu như cô này bỏ chồng và đi theo cái bạn kia thì may lắm thì được đến 5 tháng là cùng thôi. Bạn kia thì bản chất vẫn là bản chất chứ, đúng không? Mà lại thêm một cái, ta là giai tân, còn cô thì là gái đã chồng rồi. Lúc bấy giờ là áp lực từ gia đình, áp lực từ bạn bè, áp lực từ xã hội, thì cái con người ích kỷ này không đứng mãi được đâu, đúng không ạ? Đấy, chúng ta phải phân tích là cái anh này, anh có nghiệp như thế thì đương nhiên anh phải phát tác ra rồi, cho nên không bao giờ đem lại hạnh phúc. Cái cách giải quyết tốt nhất, nếu cả ba người nghe được, thì người vợ hãy nhận ra chân tướng của người tình mà phải bỏ. Người chồng thật sự vì hạnh phúc thì coi như quên cái chuyện cũ đi và cho người vợ làm lại từ đầu, coi như không có chuyện gì xảy ra. Thì người chồng như vậy mới thực hiện đúng lời hứa của mình là anh tha thứ cho em, và người vợ mới nhận đúng được cái lời xin lỗi của mình bằng cách làm lại, là người con tốt, là người vợ tốt và làm người mẹ tốt cho chuyện này vào quá khứ, nên gieo lại những cái nhân thiện lành từ bây giờ. Thế còn nếu như mà không hiểu được hết như thế, không làm được hết như thế, thì hai vợ chồng nên chia tay nhau. Còn nếu càng kéo dài thì càng đau khổ, càng vào ngõ cụt, cả cuộc đời này sẽ nhuốm trong đau khổ. Người vợ thì hãy nhận lấy những đứa con mà nuôi, và cũng đừng đi bước tiếp nữa, hãy lấy niềm vui là những đứa con của mình, nuôi cho chúng, chuộc lại cái lỗi lầm của mình, để mình có thể trở thành một người mẹ tốt, là một tấm gương tốt giữa các con. Chứ còn đi đến cuộc hôn nhân thứ hai chưa phải là hạnh phúc. Tại vì đây là cô vợ hỏi Hiến, Hiến bảo nếu như mà không thỏa thuận được với nhau như vậy thì không thể nào mà sống hạnh phúc với nhau, bởi vì nó đã có vết rồi. Đấy, rất khó. Thì bây giờ là nếu mà được thì hai vợ chồng nên chuyển nhà tới một cái chỗ nào khác, có công việc chuyển đổi, đi khỏi cái chỗ đấy đi, để cho chúng ta bình tĩnh sống lại với nhau thì nó sẽ tốt hơn là sống ở tại đấy sợ mình nó không chuyển hóa được. Và cũng mong rằng các bạn trẻ hãy nhìn thấy đây, nhìn thấy những cái khó xử thế này mà đừng nên nông nổi, đúng không? Gia đình nào mà không muốn con cái mình rơi vào tình trạng như thế này thì nên cho các cháu đi quy y Phật từ nhỏ, lớn lên cho các cháu lên đi tu theo Phật, nó biết nhân biết quả thì nó sẽ tu tập chuyển hóa được nghiệp lực, và nó không gieo những cái nhân làm khổ cho mình, khổ cho gia đình và bất ổn cho xã hội. Câu hỏi tiếp từ tin nhắn Nhâm Hoàng, lúc ngày 18 tháng 2 năm 2007 lúc 6 giờ 16 phút, Lích Nhâm Hoàng có nhắn tin với nội dung: một nữ sinh đã chết ở thanh xuân, cứ 7 năm lại quay về tìm người sát hại. 7 năm trước cô đã gửi tin nhắn cho 7 người, nhờ 7 người đó sát hại giúp cô 7 năm trước. Một anh đọc được liền xóa, 7 ngày sau lâm bệnh chết. Hai người mới cưới đi nghỉ mát tại đây cũng nhận được tin nhắn như vậy, liền gửi cho 7 người. Hôm sau hai người trúng số đặc biệt. Một học sinh đọc tin nhắn liền bỏ qua, ngày hôm sau gặp tai nạn. Nếu không gửi tin nhắn này cho 70 người thì bạn sẽ gặp chuyện xấu,
mình bị ép xin lỗi. Nếu bạn gửi cái này cho 100 người bạn của bạn, sau 10 ngày may mắn sẽ đến với bạn. Đây là những tin nhắn mà khi chúng ta sử dụng Facebook ấy và sử dụng mạng điện thoại, nó hay nhảy vào máy của chúng ta những cái tin nhắn dạng thế này. Thế thì cái tin nhắn này ở đâu mà ra? Ở một trò đùa hay ở một sự thật? Bây giờ Yến sẽ phân tích sự thật có không để chúng ta loại cái sự thật ra nhé. Tức là có tin nhắn này này, là cứ một nữ sinh chết ở Thanh Xuân, cứ 7 năm thì quay về tìm người sát hại, 7 năm thì cô gửi tin nhắn cho 7 người, nhờ 7 người đó sát hại giúp cô. Tức là 7 cái người này thì lại nhờ sát hại giúp cái người kia. Thế còn nếu mà ai không gửi thì người này sẽ bị tai nạn hoặc bị chết, nhiều chuyện suối quẩy. Còn nếu ai gửi thì được trúng số đặc biệt. Thế là chúng ta theo nhân quả. Chúng ta nhận lời của một người nào đó đi giết người thì chúng ta được phước hay gặp họa? Gặp họa, chứ không thể nào mà nhận lời đi giết người hộ sau đó thì lại được trúng số đặc biệt được. Đây là cái chuyện phi nhân quả, không đúng, mà không đúng ngay cả đời sống bình thường. Nếu tôi bảo tôi nhận lời giết người mà tôi được trúng giải đặc biệt thì đó quả thật là bọn này là cái bọn là ác rồi. Đấy, thế thì cái tin nhắn này ở đâu ra? Nó là từ một người đùa cợt mà ra, không gửi mà xóa nó đi luôn, gửi vào máy Yến cũng bỏ đi luôn. Và Yến đây công khai đây. Thế nếu như mà chỉ có không gửi tin nhắn hôm sau chết, thế thì Yến nói công khai này thì phải chết tươi. Đây chúng thấy đúng không? Thế nói thế này thì phải chết tươi chứ. Đấy, cho nên là không có nhân quả gì ở chỗ này, là nghịch lý